Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 6 là ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng nới lỏng các hoạt động thiết yếu sau một thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân đã rất phấn khởi về quyết định này, nhất là các hộ kinh doanh buôn bán. Nhưng ý thức được tình hình dịch bệnh, hầu hết các hộ kinh doanh đều chấp hành nghiêm chủ trương phòng chống dịch của thành phố. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu phố ẩm thực đường Huỳnh Thúc Kháng. Ngay từ sáng nay thì nhiều hàng quán đã mở bán trực tiếp trở lại, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tại quán và cho khách hàng. Và theo ghi nhận thì nhiều người dân vẫn có thói quen là mua mang về hơn là so với việc là ăn uống tại chỗ. Sau khi nghe chủ trương nới lỏng của thành phố từ tối qua, thì nhiều hàng quán đã dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn, thức uống để phục vụ khách trong sáng nay. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đà Nẵng TV, từ sáng sớm, người dân thành phố cũng đã đến các hàng quán này ăn uống tại chỗ, nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại quán. Nhiều chủ hộ kinh doanh đồ ăn sáng cho biết ý thức được nguy cơ dịch bệnh xâm nhập bất cứ lúc nào, nên không chủ quan lơi lỏng khi được bán tại chỗ. Chị cũng phấn khởi, cũng có khách vô lai rai, ăn cũng vui. Mình bán lại thì mình đảm bảo ngồi khoảng cách, mang khẩu trang, sát khuẩn tay. Hầu hết các quán hàng đã bán tại chỗ trở lại, nhưng theo quan sát thì không khí buôn bán nơi đây không tấp nập, nhộn nhịp như trước. Vì lượng người ăn trực tiếp tại các hàng quán vẫn còn ít, chủ yếu là mua mang về hoặc đặt ship trên các app. Biết là dịch hắc vẫn khó, nhiều chỗ cũng như tỉnh khác ở Sài Gòn hay là Bắc Giang, Bắc Đồ vẫn còn nhiều phức tạp. Nhưng mà đối với Đà Nẵng là như rất là quá tốt, vui là ai cũng vui hết, là nói chung mà mình phải đề phòng dịch, là ăn uống rồi cho khách hàng để cho nó phòng các phòng chống chống dịch nó hoàn hảo hơn, tốt hơn. Hy vọng khi thành phố nới lỏng các hoạt động, với ý thức không chủ quan lơ là, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của các chủ hộ kinh doanh sẽ góp phần giúp thành phố sống chung an toàn với đại dịch COVID-19.